Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Mở đầu chương trình Đại đoàn kết hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự vai trò của Mặt trận Tổ quốc thành phố Hưng Yên trong công tác bảo vệ môi trường. Phần cuối chương trình là phóng sự Mặt trận Tổ quốc xã Thành Công, huyện Khoái Châu làm tốt công tác tuyên truyền trong giải phóng mặt bằng. Sau đây là nội dung chi tiết. Phát huy vai trò của mình những năm qua, Mặt trận Tổ quốc xã Hồng Nam đã tích cực để mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bằng nhiều hình thức như qua hệ thống loa truyền thanh, lồng ghép trong các buổi họp thôn xóm. Căn cứ vào thực tế từng thôn, Mặt trận Tổ quốc xã phân công rõ trách nhiệm cho từng tổ chức thành viên phụ trách, như Hội Liên hiệp Phụ nữ đảm nhận vận động hội viên xây dựng các tuyến đường hoa, Hội nông dân vận động hội viên làm thùng đựng thu gom rác thải hữu cơ, Đoàn thanh niên xây dựng điểm rác thải xanh ở các nhà văn hóa thôn, Hội cựu chiến binh tuyên truyền xử lý rác thải tại nguồn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã giao cho các ngành đoàn thể của mình thực hiện công tác vệ sinh môi trường rất là có hiệu quả. Cứ thứ sáu hàng tuần thì thực hiện theo chương trình 10 của Ban vụ Thành ủy về xây dựng thành phố Hưng Yên sạch đẹp. Hưởng ứng tháng hành động vì môi trường, các phong trào xây dựng ngày môi trường thế giới, chiều thứ sáu vì thành phố Hưng Yên sạch đẹp, Mặt trận Tổ quốc xã Phương Triều và các tổ chức thành viên phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã đã trồng hơn 30 cây xanh tại trường mầm non. Tiêu biểu trong thực hiện phong trào chiều thứ sáu vì thành phố Hưng Yên sạch đẹp, có ông Nguyễn Bá Lưu, trưởng ban công tác mặt trận thôn Phương Thượng, đã nhận đảm nhiệm dọn dẹp trên đoạn đường dài 300m, góp phần tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp. Tôi thường xuyên quét dọn, trồng cây hai ven đường để phụ huynh đưa đón học sinh đến trường được sạch sẽ và thoáng mát. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, Mặt trận Tổ quốc thành phố Hưng Yên còn triển khai thực hiện chương trình phối hợp hành động bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư, tổ chức tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, khu dân cư 3.0, phát triển các mô hình tự quản, khu dân cư xanh sạch đẹp, thành lập các thôn, tổ dân phố không rác. Trong năm 2022 thì là Mặt trận thành phố hướng dẫn mặt trận các phường xã xây dựng 10 mô hình khu dân cư kiểu mẫu thuộc 10 xã và 7 khu dân cư tham gia bảo vệ môi trường tại 7 phường của thành phố. Công tác vệ sinh môi trường nếu mà thực hiện quan trọng nhất thì một là phải bắt đầu từ những địa phương cơ sở và vai trò của ban tác mặt trận ở khu dân cư là rất quan trọng. Nhờ phát huy hiệu quả vai trò đồng cốt trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ môi trường, Mặt trận Tổ quốc các cấp của thành phố Hưng Yên đã góp phần quan trọng trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh. Năm 2019, xã Thành Công triển khai dự án đất giãn dân 2,9 ha để xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Khi thực hiện dự án này, sẽ phải thu hồi đất nông nghiệp của 6 hộ dân ở hai thôn Hương Quất 1, Hương Quất 2. Do phần lớn các hộ ở đây thu nhập chính từ sản xuất nông nghiệp nên có nhiều băn khoăn, lo lắng khiến công tác giải phóng mặt bằng lúc đầu gặp rất nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Mặt trận Tổ quốc xã phối hợp với các tổ chức đoàn thể tăng cường đến từng hộ để vận động tuyên truyền. Chúng tôi cũng đã chủ động phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, vận động đến từng hộ dân kiên trì giải thích. Thì đối với các cái chế độ từ đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng thì chúng tôi cũng đã mở rất nhiều hội nghị mời bà con trong diện đến để phổ biến cụ thể, thì bà con thì từng bước đã nhận thức được cái chủ trương lớn của địa phương, thì từ đó thì các hộ đã đồng thuận. Với cách làm bài bản, kiên trì và bền bỉ của Mặt trận Tổ quốc xã và các ban ngành đoàn thể, các hộ dân có đất bị thu hồi thuộc dự án khu giãn dân cũng như một số dự án khác trên địa bàn đã đồng thuận nhận hỗ trợ đền bù để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Từ năm 2002, nhà tôi thế là được chuyển về trên này là đi 563. Bao nhiêu năm đến lúc đó mới được thu tất cả các cái hoa lợi bên mặt trận rồi các cái đoàn thể. Thế rồi đối với đảng bộ địa phương và chi bộ thì cũng tuyên truyền và động. Từ đây nó là một cái dự án giãn dân, mà giãn dân theo cái kiểu mẫu, cho nên là lúc đó là toàn bộ người dân người ta nhất trí. Qua triển khai công tác giải phóng mặt bằng ở Thành Công cho thấy, Mặt trận Tổ quốc xã đã phối hợp phát huy tốt vai trò của các đoàn thể và tổ chức thành viên trong tuyên truyền vận động nhân dân. Qua đó, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Chương trình do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên thực hiện, biên tập và dàn dựng chương trình Ngọc Anh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục lần sau.